Đây là dự án nhà ở xã hội do Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố đóng vai trò là chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân là đơn vị hợp tác đầu tư. Gần 2 năm qua, đây là lần thứ 7 những hộ dân mua nhà ở đây phải lên tận trụ sở của Sở Xây dựng để kiến nghị đòi nhà. Thế nhưng, cái mà họ nhận được là những lời hứa sẽ sớm nhận được nhà. 3 tháng, rồi 6 tháng, công trình vẫn dậm chân tại chỗ. Chủ đầu tư không thực hiện đúng cái cam kết và chúng tôi phải khổ sở. Mỗi tháng chúng tôi phải đóng tiền nhà, chúng tôi phải đóng lãi ngân hàng. Họ chây lì đó, họ không làm nữa. Thì Sở Xây dựng lại thúc bách lần nữa, chúng tôi lại phải cứ đi đầy lên Sở Xây dựng để Sở Xây dựng làm một cái bơm áp lực để mà thúc đẩy họ làm. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận phương án hợp tác giữa Quỹ Phát triển Nhà ở và Công ty Hoàng Quân với phương thức phân chia sản phẩm. Quỹ Phát triển Nhà nhận 254 căn hộ, Công ty Hoàng Quân nhận 646 căn hộ, được bán với giá gần 15 triệu đồng một mét vuông. Tiền thì người dân đã đóng 80% giá trị căn hộ, khoảng 275 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đạt hơn 70% hạng mục, doanh nghiệp không xoay sở được vốn để thực hiện tiếp tục dự án. Câu trả lời rằng là chúng tôi khó khăn. Nhưng mà như vậy thì tại sao lại khó khăn? Chúng tôi rất bức xúc cái chuyện là tại sao những cái đơn vị không có năng lực, họ đã chứng minh năng lực như thế nào để làm dự án mà đến bây giờ dự án trì trệ. Quỹ Phát triển Nhà ở là chủ đầu tư của dự án và Công ty Hoàng Quân là đơn vị phát triển dự án, thì chúng tôi đề nghị Quỹ Phát triển Nhà ở là phải làm việc với Công ty Hoàng Quân và phải có câu trả lời đối với người mua nhà để bảo đảm cái quyền lợi của người mua nhà. Với tư cách chủ đầu tư, Quỹ Phát triển Nhà ở sẽ chịu trách nhiệm xử lý hậu quả. Trong trường hợp Hoàng Quân không đủ vốn thực hiện tiếp, quỹ sẽ trích tiền để Hoàng Quân tiếp tục hoàn thiện dự án. Sau đó, quỹ thu phần tiền còn lại của cư dân để bù lại kinh phí đã bỏ ra. Thì nếu mà chậm giao nhà, thì sẽ đền bù 5% số tiền mà khách hàng đã đóng. Thời điểm hiện nay thì Quỹ Phát triển Nhà ở và Công ty Hoàng Quân đã có công văn cam kết đối với các hộ dân là tới 30 tháng 9 thì sẽ xong 4 lốc CDE. Việc xử lý ở dự án 35 Hồ Học Lãm chỉ là giải pháp trước mắt cho một dự án. Về lâu dài với hàng chục dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố thì cần có những giải pháp tổng thể hơn, hấp dẫn được những chủ đầu tư bất động sản uy tín, có năng lực và tháo được nhiều nút thắt trong việc hợp tác thực hiện.